Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 27 tháng 5 năm 2018, tại km 1302-100 trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Xe khách này do ông Phạm Minh Hiện, 33 tuổi, ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển, chở theo 42 hành khách lưu thông theo hướng Nam Bắc. Khi đến khu vực này, xe bất ngờ mất lái rồi lao xuống ruộng trồng rau muống bên phải đường, sâu hơn mặt đường 7 mét do ruộng râu lầy lúng nên xe không bị lật vụ việc khiến 4 hành khách bị xe sát nhẹ ở vùng đầu do va chạm với các thiết bị trên xe khách sau khi tai nạn xảy ra công an huyện tuy an đã đến bảo vệ hiện trường phân luồng giao thông tránh bị ủng tắc hỗ trợ chuyển toàn bộ hành khách trên chiếc xe bị tai nạn sang phương tiện khác tiếp tục hành trình đồng thời lực lượng chức năng cũng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn khu vực xảy ra tai nạn này là khu cua nguy hiểm đã có nhiều vụ tai nạn từng xảy ra tại khúc cua này